một ngày tháng 5 năm 2006. Khi các cầu thủ Juventus nhận chiếc Scudetto thứ 29 trong lịch sử, có lẽ tất cả đều nghĩ ngôi sao thứ 3 trên ngực họ sẽ chẳng còn bao xa nữa. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vài tháng sau, khi biến cố Calciopoli nổ ra, Juve không những bị tước hai chiếc cúp vô địch mà còn bị đẩy xuống bùn đen, lần đầu tiên trong lịch sử phải thi đấu ở Serie B. Trong quá khứ, đã có rất nhiều câu lạc bộ rơi vào tình trạng như thế mà mãi mãi không đứng dậy được, như Torino, Verona hay mới nhất là Sampdoria. Nhưng Juventus không thể gục ngã. Sau lưng họ là cả một quá khứ vinh quang. Chỉ mất một năm để Juve trở lại Serie A, mất 4 năm nữa để họ vật lộn trong hành trình tìm lại chính mình. Vào mùa này, Juve trở lại với hình ảnh quen thuộc, một nhà vua thực sự của Serie A. Nhà vua ấy thậm chí còn làm được cả những điều thế hệ trước không làm được. Với 37 trận bất bại, Juventus có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bất bại trong cả mùa sau 20 năm. Nhưng kỷ lục ấy đã từng có Milan và Perugia làm được. Kỷ lục thực sự của riêng Juve mùa này là con số 19 bàn thua trong 37 trận đấu, trung bình hơn 0,5 bàn một trận. Tức là cứ đá 2 trận, Juve mới để thủng lưới có một lần. Gần như chắc chắn, Bianconeri sẽ trở thành đội bóng thủng lưới ít nhất trong lịch sử, trừ khi họ thua đến 4 bàn trong trận đấu tới, một điều hoang đường. Sự vững chắc ở hàng thủ là bệ phóng cho những thành công mùa này. Nhưng tuyến trên mới là mũi nhọn mang lại những điểm số. Pirlo là trái tim và việc để anh ra đi là sai lầm lớn nhất của Milan mùa này. Nhưng không chỉ có Pirlo, hàng công của Juve với không một ngôi sao lớn nào lại chơi đồng đều và đầy hiệu quả. Tổng cộng có 18 cầu thủ lập công sau 37 trận. Không một đội bóng nào có số cầu thủ ghi bàn đa dạng như thế. Và với tất cả những sự chắc chắn và lì lợm như vậy, không ai xứng đáng với chiếc Scudetto mùa này hơn họ. Đó không thể là AC Milan, đội bóng sống nhờ vào những quả penalty và Ibrahimovic. Đó không thể là Napoli, đội bóng chơi quá thiên về cảm hứng. Càng không phải là Inter, một tập thể đang trong quá trình tuyệt dốc. Đó chỉ có thể là Juventus, đội bóng có sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chắc chắn, tính khoa học mà vẫn có một trái tim sáng tạo. Và hãy tin, sự trở lại của Juve không chỉ đến đây. Serie A đang suy yếu ở châu Âu và họ cần một đầu máy để kéo cả đoàn tàu trở lại. Nếu đó không phải là Juve thì còn có thể là ai khác.